kể vụ mà bắt mày nó xuống mua rồi bị còng tay rồi dân không lấy tiền bây giờ nhắm những người Nam ở Bắc đó, ở trong đây đưa ra Nam á, thì cái đó là cũng nhờ ơn trên lắm á. Bác đây này lúc xưa là bị cái bệnh phổi là rất là nếu mà ngồi trong một cái nhà mà đóng cửa lại là ngộp chết, mà sau xui khiến sao đó đưa ở tù ở ra Thủ Đức 12 giờ nó biểu lên xe buýt bùng đưa ra sân bay, đưa ra sân bay cứ tưởng là nó chở đi đâu, ra sân bay rồi từ sân bay đó nó đưa ra ngoài Bắc tại Nam Hà. Thế nếu mà nó đi xe lửa từ đó mà đi tàu đó là vứt xác vô rồi, bị vô ngộp là chết. Tức là mọi sự đó là đều ở trên sắp đặt, sắp xếp để cho mình có như vậy. Và nói mà lúc mà từ Bắc mà vào Nam đó thì nó cho đi xe lửa, tức là từ năm 80-81 là ở Bắc các cái tỉnh miền Cao Bằng rồi đó, nó đưa về đó, đưa về mà cái tỉnh ở miền Bắc quanh Hà Nam Ninh rồi vậy đó, để nó chuyển về Nam để nó đi xe lửa. Và đi ngang qua, đi trên một chiếc xe lửa như vậy á, là cứ hai người nó còn một tay, tay phải tay trái gì đó, bên người tay trái thì người kia tay phải, nó còn lại. Và đi ngang qua mấy cái toa, mấy cái bệnh tàu đó, mấy cái ga đó, thì người ta thấy, người ta mới nhìn, người ta cũng tưởng là khách thôi. Nhưng mà lúc mà đưa hai tay mà hai người mà đưa cái tay còn lên lại đó, người ta mừng lắm. Lúc đầu họ tưởng là khách tới thì họ bán đồ cho người thôi. Nhưng mà đưa hai tay có còng lên đó, là người ta vứt đồ lên cho mình. Đó, mày đó là ngoài Bắc hả? Bắc đi vô đấy, đi vô trên đường mình. Tức là những cái người Bắc người ta vậy không? Đó, tức là qua khỏi. Ở Bắc á, thì lúc đó đi trời đương một tối, mà từ qua cái cầu Bình Hải đó, qua một cái á, thì là vô trời sáng rồi. Đấy, cái đoàn thanh niên đó ở trên đó, nó có cái toán phục vụ thanh niên thôi. Họ tưởng mình là khách, nhưng mà lúc mà thấy còn như vậy á, có những đứa trẻ nhá, nó nhỏ nhỏ thôi, tức là năm 1975 thì mấy cháu được khoảng 2-3 tuổi. Mà lúc đi qua cái cầu Hiền Lương đó và đi vô Trung Nam á, thì lúc đó ở trong ngoài Bắc á, là năm 80-81 bắt đầu vô. Và đưa cái tay lên một cái á, là mấy đứa nhỏ nó nhảy lên, ô phe ta. Nhỏ nhỏ như vậy á, mà đó đã được. Tức là nó cũng sống với việc còn từ năm 75 đến 85 rồi. À 81, 82, 75 năm rồi. Thì mấy cháu nó mới sinh ra chứ mấy. Đó, nhưng mà mình đưa tay lên một cái, nó biết. Phe ta, nó dậy lên. Còn những người mà buôn bán là đứng đầu họ tưởng mình là khách. Nhưng mà sau họ thấy mình đưa hai tay lên mà trả tiền đó. Họ đổ luôn. Bao nhiêu thức ăn rồi đó, họ đổ cho luôn. Mà người ta rất là nghèo, buôn gánh bán bưng. Những cái thủng đó chứ làm sao cái thời đó mấy người ở Trung Nam cũng nghèo nữa, mà người ta buôn bán đó, người ta thấy mình ở tù đó, việc còn đó, mấy đứa nhỏ mà reo lên phe ta rồi một cái đó, người ta đổ lên cho mình luôn đó. Thì có nhiều người cũng có tiền đó, thì người ta cũng đem ra trả lại, nhưng mà không bao nhiêu đó. Thế nên mình thấy cái dân đó, cái lòng dân đó, họ đối đãi với chế độ mình như vậy đó. Thành ra cái thằng việc còn này sau này đó, nó bởi đây kể một chuyện nó lại, nhưng mà nó còn hợp với cái tình hình. Thì năm khoảng 72 á, chú làm ở tổng tham mưu đi lên với mấy ông lớn không à, chú vô thì phải thì khỏi ở Đà Lạt á, có ông thầy tên ông thầy Chiêm, ông coi rất là hay, cấp tá cấp tướng là lên tự gặp ông hết. Mà lúc đó mới năm 72-73 thôi, ông chị này mấy anh á, chỗ mấy anh ngồi đây này, thằng Việt Cộng nó sẽ bố nó ngồi. Lúc đó ai dám nói câu đó, chỉ bảo ông thầy Chiêm, ông hay quá rồi. Ông nói, chỗ mấy ông ngồi, Việt Cộng nó xô ngồi. Nhưng mà, khi thằng Việt Cộng nó chạy, còn nhanh hơn mấy ông chạy. Thằng Việt Cộng nó chạy, nhanh hơn mấy ông chạy. Bởi vì mình lúc xưa mình chạy, là dân nó chạy theo mình. Nó mà đỡ đần cho dân. Nhưng mà sau này á, có chuyện gì á, không phải sau này đâu, thời gian sắp tới đây này, dân không vi quỷ vào nó nữa, là tối tợ của nó sẽ, dân nó đuổi, nó phải chạy hơn, phải chạy nhanh, chứ không thì dân đuổi nó đánh chết.
ý là mấy gì nó vậy hả? Nghĩ là ông thầy Diêm á, ông cái lúc đó là 72, ông giảm nổi như vậy á. Sau này cái chỗ mày ông ngồi đó, sau này thằng Việt Cần nó sẽ vô ngồi, và khi mà nó chạy á sẽ nhanh hơn mày ông chạy. Chỗ ngồi là chỗ nào, trong tù hả? Không, cái chỗ mà mày ông mà ông tưởng tả của mình mà lúc xưa ở trong văn phòng á, ở trong văn phòng đó. Mấy cái chức vụ năm 72 đứng con chức vụ, chỗ mấy ông đứng ngồi đây này, sau đây thằng Việt Cộng nó sẽ vô ngồi. Tức là nó chiếm miền Nam thì nó vô ngồi về cái chỗ đó. Nhưng mà sau này nó chạy còn nhanh hơn mấy ông chạy. Thế để rồi quay. Nhưng mà ơn trên á, chứ vì mẹ và cha phải lấy ân mà trả oán, thì oán tiêu tan. Bởi vì họ rồi cùng là con người cho tôi, nếu gây ác quá thì sẽ lại hậu quả. Thành ra các vị ra lệnh cho mình không được lấy oán mà báo oán, lấy ơn mà báo oán. Nhưng mà dân họ không ngay như vậy. Mình đã được ơn trái dạy thì mình phải thi hành theo đúng như vậy. Mà còn như mình lấy oán báo oán thì là cứ oán nó chồng chất đó. Thì xin kể một cái chuyện như thế này rồi. Khi đang ở cái trại tù Nam Hà đó, thì buổi chiều về một cái nó lùa vào trong phòng á. Thì trong cái toán mà tù mà nhỏ với nhau á, thì anh đó là anh Nghĩa, khóa 16 Võ Bị. Anh lên ngồi một cái, đóng cửa, phải thằng Việt Cộng nó cản đóng cửa xong rồi kể. Okay. Xin lỗi nha, giữ thề. Sau này á, bởi vì anh còn bị cơ và các vị, cũng là một trong những cái người mà nằm trong cái tổ chức của một nhóm này ở trong tù. Sau này á mà đổi đời đó, tao sẽ giết những năng về còn nào mà nó hành hạ tao này, tao sẽ lấy cắt lỗ tai tao sâu một sâu, tao đeo nó cổ. Chỉ nói chơi vậy thôi. Khuya đến á, đại thánh mẫu giáng xuống. Các ngươi, ngài lấy lời của ngài nhá, các ngươi còn hận thù nhau đến bao giờ? Còn hận thù nhau đến bao giờ? Tức là nếu mà có chuyện gì như là sắp tới trên này, có đổi thay một cái mình giết hết mấy thằng cùng sáng lấy cắt lỗ tai nó đeo nếp cổ đâu được đó. Thì thành nó mậu lên tiệm dày ngay, các ngươi còn hận thù nhau đến bao giờ? Thế anh nói giờ thôi rồi tỉnh lại là cái mậu của con nó ở trong này nó khổ quá, nghe cũng linh quá ha, đến nghe hết đấy chứ, nó nghe hết hả? Nó nghe hết đó. Thì vừa mới đóng cửa xong là anh chưa thế, cứ thế trong một cái mà chơi hơi tối một ác cái mà. Là lấy phong số che lại đó, đức đạt cái mẫu đó. Nhưng mà năm 75 á, mẹ cũng nói với con một lần, không có mẹ hả là Sài Gòn á thành một đống gạch vụn rồi đó, cũng là mẹ xoay chuyển á, mẹ mình đó. Ưng trên mình là mình, bữa mẹ nói cho bộ mình gì? Ngồi ưng phước quá, được che chở từng ly từng tỷ. Quý vị ngồi trong này hôm nay yên ổn như thế này, mình phải một lòng tạ ơn trên mẫu chư vị đức mặt hoàng thượng đế là ông trời đang hỏi khách bình dân và đại thanh mẫu che chở cho mình từng ly từng tỷ. Bởi vì trong cái cuộc đời mà không phải đây là nói ra để cho mình phô trương cái cá nhân của mình, nhưng mà mình nghĩ lại những cái thời mà mình còn nhỏ được kia, rồi sôi vào sau vào lính đi chiến trận bị thương bị tập như vậy, ơn trên trai chợ không. Thì nói giờ... chi bây giờ thí dụ người ta đạo hồi khấn Mohammed hay là Phật là mấy Phật tử của mình á là giảng thanh là tịnh độ khấn Phật A Di Đà, có ai thấy Phật A Di Đà không? Còn chúng ta là thiên tâm thờ cha thờ mẹ, sư phụ là người gặp cha gặp mẹ hàng tuần 1,000,000%, 1,000,000,000% vô thời không có nói láo, thì là thiệt là con thấy cái đạo nào là hơn rồi. Mà trong khi cha với mẹ là người đang xử phạt cái trái đất của chúng ta, sư phụ là người gặp mỗi tuần để cho mỗi vấn an mẹ, con hôm nay thăm mẹ, mỗi lần sư phụ vấn an là có chỗ trong hẻm phải mặc đồ đàng hoàng, thì là một cái mấy con phải yên tâm là lúc nào mẹ cũng bên cạnh tất cả các đệ tử hội thiên. Mẹ là người cho bà hai chính thiên mà dạy sư phụ tới ngày hôm nay, chứ làm sao mà 14 tuổi sư phụ ở Mỹ biết gì. Sư phụ nói tiếng Mỹ không á, hồi xưa đâu có biết tiếng Việt gì đâu, giờ biết.
Bây giờ nói về hai cái bài kinh thiêng, bài số 1 này. Lúc đó trời miền Bắc ở trại Nam Hà đó lạnh lắm, mà vô nhốt một cái là tại sao được có đến ngày hôm nay, tức là mình ở trong cái cảnh khổ quá. Thì bây giờ mình cầu ai, cầu trời, cầu thần. Giờ tụi con khổ quá, nhà rồi xa không biết khi nào nó đã đưa ra Bắc ra thì con nước chết thôi, chứ không khỏi cái chuyện mà phải đợi ngày trở về đói khổ. Là đêm nằm mơ thấy ăn không, bởi vì nó hành hạ, nó làm cho nó lại bao tử, nó trì mình đó. Thì bây giờ là sao? Bây giờ chỉ có cầu trời Phật. Lúc đó chưa dùng chữ Đại Thánh Mẫu, trời là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, trời Phật làm sao mà cứu tụi con trong cái cảnh khổ này, thoát ở cái cảnh khổ. Không biết thì gia đình vừa con ở trong Nam thế nào, cũng có người vượt biến cũng chết, chứ đâu phải là mọi người đều được may mắn như mình hết cả. Thì đó, thì là ra cái hôm đó đó, cái anh trong nhóm 12 người đó, anh ở trên trường nhóm, bây giờ anh là lúc xưa là thần, ai ở Sài Gòn biết là thần tài tín nghĩa đó. Anh là su gia về cái đó, anh làm chủ. Chiều nay á, dặn từ hôm trước rồi, chiều nay mà được khi mà vô trại á, vô động chuồng nhốt rồi á, chỗ ta có cái vườn hoa, nhớ lấy một ít hoa để mà tối nay này gặp các vị ở trên á, dạy cái gì đó. Thì đó, cái đêm đó là cái ngày năm 1979, chứ không phải là 80 đâu. Mà cái ngày lễ gì đó, mà trong tù thì cũng không nhớ, nhưng mà nhớ năm 79 đó. Thì là đến một cả rồi á, người ta quay phun xô lại ngồi. Mà cái lúc đó tụi cộng sản á, nó đi tuần ở ngoài á, mình ở trong này á, mình, nhưng mà còn nó đi ngang một cái á, thì các cái vị giảng cơ cho mình á, biểu tắt đèn đi. Rồi trong ngồi im lặng. Từ ngoài cái thằng công an á, cái thằng bảo vệ á, nó cầm súng nó đi ngang qua rồi á, mình thắp đèn lên, mình tiếp tục cái công việc của mình. Cái sự linh thiêng là như vậy đó. Thì cái bài kinh thiêng số 1 ra đời đó. Và lúc đó, cái người tin á, thì dĩ nhiên mấy đệ tử Hội Thiên Tân là của mẹ, nhưng mà những người gọi là vô nghi á, nó không tin, nó nói là của một người bình thường viết cái thơ đó là sao, mình có cách nào mình giải thích không? Khó thì nói lắm à. Đúng bây giờ nó đã không mình không tin rồi. Bây giờ con kêu con chó nó tiếng người đâu biết nói. Thì nó có cái dạng đó ở cái thời này nè. Thì mình xử lý sao đi đó ta? Cái đó thì mất phước là dĩ nhiên nó mất phước rồi. Cái người của nó như cực cười về ngồi đây, mình lần đầu nghe chắc cũng chưa tiếng đâu. Nhưng mà cái là cái sự vi diệu của ơn trên, bây giờ mình làm sao mình giải thích? Đúng với cái ngày giờ như vậy thì cái bài đó mà lúc đó mình chưa biết là nói về thầy tự hiện tại đó. Giờ con có 7 dòng hồ quang, mấy cái này đâu có thấy à. Nhưng mà có một cái con làm được đó là nhức đầu, để tay là hết nhức đầu. Mấy thể tự giả làm không có được, đúng không? Mấy đứa con bị phá thai baby rồi, phủi nghe là bây giờ tỉnh queo ngồi đây hết, đúng không? Mấy con không về Thiên Long Sơn là ra ngoài đường á, đi đám tang đám ma rồi là cứ xây sẵn đó, đúng không? Về núi là hết, đúng không? Thì phải tự mình có cái cảm nhận. Chứ còn mà giải thích cho cả 100 triệu người mà giống như những đứa gần đây nó biết rất là khó. Cái mà chụp hình mấy ông rồng bay trên trời hoài á, đứa nào cũng thấy, đúng không? Thế nó ồ may thôi mà, khi nào ông bay thiệt kìa. Khi nó vô minh rồi kiểu gì cũng nói chứ, kiểu nào cũng cãi bước hết trơn. Thì làm sao mình giải thích mấy cái này? Mai mốt còn về Việt Nam con gặp cái này nhức đầu lắm á. Phải cần đóng đệ tử đi theo à, nữ nè, giải thích. Cho nên cũng là hộ pháp giỏi á. Chứ bảo đảm cho sẽ nhức đầu mấy chuyện lắm cảm này á. Mà trong cái giai đoạn tới này nhiều người giả danh lắm. Ồ có. Nhiều người giả danh lắm. Nhưng mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và dư vị á, thường nói trên cái quả đất này này, hiện tại này, chỉ có một thái tử duy nhất là có ông trời thôi. Và có mic xua đàng hoàng, nó giống như có scan rồi. Thành không ai mà có người này vỗ ngực là tôi có ông trời, ông người ghép bây giờ chẳng gì bên Việt Nam á.
bên Việt Nam người thì nhiều người cũng có cái đó, nhưng mà cái đó sự linh thiêng. Cái đó là mình thuộc về mê tín, mình hư ảo đi, nhưng mà đã nói cái độ ly đi. Con có ngọc ấn, nhà bố thấy ngọc ấn con đúng không? Vâng, ấn một cái là mấy con là tỷ phú liền á. Chùa có ngọc ấn nè, có kim bài cha cho đàng hoàng, cầm một cái là tuốt ở bên Africa những vị thần phải quỳ hết á. Chùa có cờ lệnh ở trong hãng đó nè, ngọc ấn, kim bài, cờ lệnh đủ, rồi chiếu chỉ của cha nữa, có đầy đủ hết á. Vậy mà những người người ta về tâm linh thì người ta dĩ nhiên người ta biết, người ta sợ, người ta tin. Mà có đứa nó điếc nó không sợ súng rồi sao? Mình giải thích cái dạng đó đó, kiểu nào nó cũng không tin đó. Rồi bây giờ mình làm sao để nó ẹt á, thì là mình không phải là tâm Bồ Tát, là mình mất một người đi về trời là cũng là lỗi của mình. Mà cái đó mình phải nghĩ cách sao mình giải thích cho nó biết. Bởi vì hôm mấy gì nhức đầu đó đó, mấy ông HO không có nghe là không có tin con, thì con phải làm cho họ tin con. Bỏ tài luôn, chỉ có mấy ông HO về này thì tin. Nhưng mà những ông mà HO mà đạo công giáo với trẻ trẻ trước mấy mà không tin là mấy ông có là nhân tài đó. Cho nên bây giờ sư phụ đang nhức đầu vụ mấy ông đó đó, nói gì nói nè. Rồi sư phụ phải dùng cái tài của mình làm cho mấy ông tin. Hồi bữa hôm mình đi Nam Cali đúng không, cái mấy vị nói là họp thành công, nhưng mà trong đó là mấy ông nhắn tin lên, mấy ông nói ồ bây giờ anh Kiệt bỏ cái chuyện tâm linh qua bên đi, nó không có thực tế. Bây giờ anh có tài thiệt đó, anh là người yêu nước thiệt đó, anh làm được việc lớn được đó. Mấy ông nói câu vậy rồi làm sao mình tiếp tục với mấy ông này. Mấy ông nhắc mình Nam không chỉ có một ông thôi, cũng hơi căng đó nghe. Đó, đúng rồi. Ví dụ bây giờ bố phải làm cho ông tin đi. 100 người thì cũng còn 1-2 người hồn, 5-7 người hồn nghi, phải không? Còn vài ba người hồn họ nói giống như bây giờ các cái hội đoàn người như đấy đó, cùng người ta cùng tổ chức ra, cùng tổng thống tổng thiết rồi đàng hoàng rồi, thì bây giờ làm sao? Nhưng mà đến cái thời điểm nó tới một cái rồi á, thì con đường đó đã bật đèn xanh đèn đỏ rồi, bật đèn xanh rồi á, là mình cứ đi thôi. Dù mấy người chung quanh ra mình biết bơi, bây giờ biểu là bây giờ bơi được, mình không biết cái khả năng mình bơi qua được không, mình có biết bơi đó, cái mục tiêu mà bên kia xong rồi, có người hẹn bên kia rồi đó, bây giờ làm sao bơi, thì phải có người như là dìu dắt mình bơi bên ra rồi một cái đó, thì có cái gì nó kích động mình để mình bơi qua, thì đó là cái ý của ở trên. Cho nói thật đấy, có thể sư phụ nói, nhưng mà cái sự hướng dẫn dắt là phải có bằng tay ở trên vô hình, và không nghĩa là đại thánh mẫu Ngọc Hoàng, chư vị trời Phật, chư vị linh thiêng, và quý vị ở trên hội trường ở trước sân đó, chư vị mà thánh thần đó, là của mình đó, các vị đó. Thì quý ơn trên, chư ơn trên cũng là trong đó là một vấn đề của chư vị cũng đừng còn nhức đầu đó, chẳng phải là ai đâu. Còn thì giờ đó được, mà cái thời giờ cấp bách đương tới, nó đương tới rất là cấp bách. Mỗi bước đi của quý vị là tới đích một bước nữa, và cái đoạn đường đó không dài. Để nói lại là cái thành phần của mình đoàn kết. Bữa nay trời cũng đẹp quá ha. Các hội đoàn kết, trong một hội đoàn kết, ví dụ như bên Võ Bị tụi tôi này, mọi lần á thì còn á nhắm vào bố này ông thôi cộng là dụng chế dịch cộng chia hoài ra. Nó kêu mấy đại viên tụi đi đó, tụi danh từ hơi nặng quá. Bữa mốt thì sao con về còn làm việc chung với ổng được, xin lỗi mấy đại ca. Mình là mới hàng, còn ổng là xịt lửa không à. Anh cho là ví dụ như mấy người ô lúc xưa không có cái đất nước miền Nam, nói cái tình hình cái từ HO, nhiều người thuyết đến giá có vẻ thấp, nhưng mà không, đó là cái thành phần cốt cán cán bộ, cốt cán từ ông tổng thống cho đến anh địa phương quân, nắm cái vận mình đất nước cái giai đoạn đó. Nhưng mà mình á nói bây giờ á mấy ông bỏ chạy rồi, thành ra mình bây giờ mày thương lưu không có cái vận mình đất nước như vậy. Đến cái lúc cái thằng Mỹ, thằng Tàu, thằng Nga vì quyền lợi của nó phải bán đứng nó thôi,
nếu mà cái Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đó nó cũng được viện trợ như là thằng Liên Xô Tàu mình viện trợ cho miền Bắc thì mình đang bắt không phải là mình bỏ chạy, nhưng mà đến cái lúc phải giai đoạn phải như vậy thôi, đã sắp xếp như vậy có cái đó thì mới có cái kia, chứ đừng có nói là mấy ông HO nhiều người á, HO gì nhiều khi không biết, HO là mấy cái người mà hạ sĩ quan và đại đó ở nhà đi vượt biên qua đây hay là được Mỹ chọn qua cũng có cốt cán tướng tổng thống. Bây giờ cái nói cái ngày đó là ngày nào thì có Trần Quốc Toàn, và trong lúc á cũng Trần Quốc Toàn ý tôi muốn nói là cái nhân vật như Trần Quốc Toản chứ không phải là ông Trần Quốc Toản. Phu Đồng Thiên Vương Trương Hiền gì ở đây bây giờ. Và đồng thời cơ trời có nói chim hiền đi ra hải ngoại, chim hiền bay về, nhưng mà chim hiền về xuống lỗ gần hết chưa đâu con chỗ đồng bao nhiêu đâu còn dài không còn dài không tại cơ trời đi chậm lại không, đúng ra ông 70 mấy tuổi còn gần lắm. Người ta thì mặc người ta, có rồng hồ bệnh, cứ đà mà đi, vào rừng sư tử thiếu gì, cọp beo cũng có, cứ đi theo vậy. Mới giải thích luôn đi, nghĩa là gì? Người ta thì mặc người ta, cái nhóm đây này, Thiên Long thiên Tâm này, Thái Tử, người gái. Là có rồng hồ mệnh, đúng có rồi. Có rồng hồ bệnh rồi, người ta thờ ơ đất nước, trên lò hết, để qua bên, người ta thì mặc người ta. Có rồng hồ mình cứ đà mà đi, cái đà ông trời ông là hướng dẫn là như vậy rồi. Vào rừng sư tử thiếu gì, đâu phải mình đi một mình. Sư tử cọp eo, tức là anh hùng hào kiệt, còn chứ không phải là con nói là mấy ông già chết. Ví dụ như là 100 người. À, tức là cọp eo là nói anh hùng hào kiệt hả? Anh hùng hào kiệt. Oh. Về. Vào rừng sư tử thiếu gì, cọp eo cũng có, cứ đi theo về. Tức là bao nhiêu người đi, mình cứ đi. Nhưng mà mình phải đầu tàu đi trước, rồi tất cả mới về. Đó, rồi về một nắm được cái phần mình đất được. Tức là người có rồng hộ mệnh cứ theo người đó là đúng. Cứ có rồng hộ mệnh thì cứ đà mà đi. Đó, rồng hộ mệnh. Đó, trên ông Giang Trần ông nói mấy, người ta mặc người ta mấy năm rồi. Cứ đi theo người có rồng hộ mệnh con, mấy con kiếm ai có rồng hộ mệnh. Cứ đà mà đi. Rồng hộ mệnh rồi, chi rồi. Vẽ đường cho rồi. Thì cứ đà mà đi. Chứ bây giờ cứ ngồi nói ôi già rồi không có. Già sẽ được không già. Bây giờ người trong này già. Mọi người nào chạy bộ với tôi thi thử quán chưa già đâu trên con sắp chết. Người già không mất đi, tuổi già đi, nhưng mà còn cái số nó còn nhiều lắm, giống phải là họ hết ok đó. Thôi đi về lạnh rồi.